Bang Texas được bình chọn là nơi có kinh tế lớn thứ hai của Mỹ, theo Forbes. Đây là bang có số lượng người Việt đông thứ hai tại Mỹ, sau California, với khí hậu tương đồng. Đây cũng là nơi phát triển các ngành về kỹ thuật và công nghệ, với các công ty hàng đầu có mặt trong bảng xếp hạng Fortune 500 công ty lớn nhất nước Mỹ. Hiện tại, các ngành mũi nhọn như năng lượng, hóa dầu, máy tính, điện tử, y sinh học, hàng không vũ trụ và nông nghiệp thì Texas đang dẫn đầu nước Mỹ. Lubbock, nơi tọa lạc của Trường Đại học Công nghệ Texas, là thành phố thuộc top 20 đô thị đại học hàng đầu trong nhóm những vùng đô thị nhỏ dưới 1 triệu dân. Ở đây có nhiều nhà hàng đa dạng, hoạt động vui chơi buổi tối náo nhiệt và đời sống nghệ thuật sôi động. Lubbock tự hào với hệ thống giao thông tốt, cả đường hàng không với đường bộ, di chuyển dễ dàng từ bờ biển phía đông và phía tây, Mexico và Canada. Sân bay quốc tế Lubbock Preston Smith được khai thác bởi 4 hãng hàng không thương mại đã giúp Lubbock trở thành một trung tâm của khu vực. Trường Đại học Công nghệ Texas là đại học nghiên cứu toàn diện, được thành lập vào năm 1923. Khu ký túc xá trường trang bị các cơ sở vật chất, máy lạnh, dịch vụ Internet, giật ủi, TV. Trường Đại học Công nghệ Texas có đầy đủ phòng nghiên cứu, phòng lab, thư viện, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên. Tổng số sinh viên của trường lên đến 39.000 sinh viên, nhưng tỷ lệ giảng viên sinh viên của trường là 1 trên 20, chỉ ở mức trung bình, đảm bảo một môi trường đủ nhỏ và gần gũi cho sinh viên quốc tế. Trường có chương trình đào tạo đa dạng với 150 ngành học cử nhân, 100 ngành học bậc thạc sĩ và 50 ngành nghiên cứu chuyên sâu cho bậc tiến sĩ và giáo sư. Trong đó, các trường khoa thành viên trực thuộc Đại học Công nghệ Texas đạt nhiều thành tựu xuất sắc. Đại học Kinh doanh Ralph đạt chứng nhận AACSB cho bậc cử nhân vào năm 1958, chứng nhận cho thạc sĩ năm 1981 và kiểm định kế toán đặc biệt từ AACSB năm 1982 và nằm ở vị trí cao trên nhiều bảng xếp hạng danh tiếng. Khoa kiến trúc đứng thứ 10 trong số các trường kiến trúc trong cả nước về số lượng sinh viên tốt nghiệp được các công ty thuê nhiều nhất. Với bằng cấp của Đại học Công nghệ Texas, sinh viên có thể tự tin không chỉ về kỹ năng thực tế mà còn ở khả năng sáng tạo ra các tác động toàn cầu. Sinh viên và giảng viên cùng hợp tác để kiến trúc có thể làm trung gian cho các vấn đề xã hội, chính trị và văn hóa, cũng như khám phá vai trò của công nghệ trong việc định hình kiến trúc. Đại học Kỹ thuật Wichita nằm trong top 100 các trường kỹ thuật hàng đầu tại Mỹ theo xếp hạng US News and World Report 2020. Tuy được xếp ở vị trí cao trong bảng xếp hạng về các trường đại học ở Mỹ, Trường Đại học Công nghệ Texas vẫn duy trì mức học phí khá mềm, khoảng 23.870 đô la Mỹ một năm cho bậc cử nhân, từ 16.000 đến 18.500 đô la Mỹ một năm cho bậc thạc sĩ. Sinh hoạt phí ở Lubbock cũng khá hợp lý, chỉ khoảng 12.000 đô la Mỹ một năm. Đặc biệt, trường có mức học bổng rất hấp dẫn là 26.000 đô la Mỹ một năm, tương đương 130% học phí dành cho sinh viên thắng trong vòng chung kết thi học bổng. Ngoài ra còn có các học bổng khác lên tới 8.500 đô la Mỹ một năm xét theo điểm SAT hoặc ACT của học sinh. Yêu cầu đầu vào của trường tương đối dễ dàng, chỉ cần GPA 7.5 các năm cấp 3 và IELTS 6.0 cho bậc cử nhân. Có bằng đại học, IELTS 6.5, CV, thư động lực và 3 thư giới thiệu của giáo viên cho bậc thạc sĩ. Nếu bạn chưa đủ điều kiện tiếng Anh thì có thể tham dự các khóa học tiếng Anh dự bị ngay tại trường. Hãy liên hệ tư vấn du học Visco để được hướng dẫn chi tiết nhất nhé.